tại sao lại phải bất lực với cuộc sống. Các bạn cùng nghe chia sẻ từ Đội Missy nhé. Anh ơi, anh Đội, em bất lực với cuộc sống. Tại sao lại bất lực với cuộc sống? Hả? Tại sao lại bất lực với cuộc sống? Anh thấy ở ngoài kia còn có nhiều người sinh ra còn không có bố, không có mẹ, có người không có cả bố cả mẹ, có người còn đang ở trong cô nhi viện, có người còn bị tàn tật, có người còn thiếu tay thiếu chân, người ta vẫn sống và người ta vẫn lạc quan, vẫn bình thường, mà tại sao em lại mất niềm tin vào cuộc sống đấy nhở? Buồn cười vậy. Hay đang gặp khó khăn gì? Khó khăn thì ai chả gặp em. Nhưng mà em có bao giờ chơi game không? Em có bao giờ chơi game online không? Em có bao giờ chơi những cái game cày level không? Em có nhận ra một điều, đấy là khi mà mình đánh những cái con quái mà nó vượt cấp mình ấy, mình sẽ lên level nhanh hơn không? Cuộc sống nó cũng thế đấy. Nếu như em gặp mấy cái khó khăn ấy, nó càng lớn thì em lại càng có nhiều kinh nghiệm sống hơn, em càng lên level nhanh hơn, thế thôi, em càng trưởng thành hơn. Nghĩ thế đi cho tích cực đi, chứ khó khăn thì ai chả khó khăn, bế tắc thì ai chả khó bế tắc. Các bạn là người xem tôi mấy năm nay rồi, các bạn nhìn thấy không? Tôi trải qua bao nhiêu thứ rồi. Đợt vừa rồi là cái đợt khủng hoảng lớn nhất với cá nhân tôi, với cả với gia đình tôi luôn ấy. Tôi vẫn vượt qua đấy thôi, tôi vẫn ngồi đây với các bạn đấy thôi, tôi vẫn nói chuyện với các bạn, tôi vẫn vui vẻ hàng ngày đấy thôi. Mặc dù có người không xem tôi, có người bỏ tôi mà đi, có người cảm thấy tôi nhạt nhẽo, hay có người nghĩ là tôi bây giờ không còn là tôi nữa, tôi mất chất rồi, tôi vẫn làm đấy thôi. Và các bạn vẫn có ngồi xem tôi, chúng ta vẫn vui vẻ nhau hàng tối, có cái gì đâu, đúng không? Thế, đơn giản nghĩ như thế cho tích cực đi.